Nam quốc sơn hà của Eric và Phương Mỹ chia làm mưa làm gió khắp TikTok, dân mạng đua nhau cover. Quá xuất sắc luôn Eric và Phương Mỹ chị ơi. Chương trình The Hero đang đi đến những vòng đấu cuối cùng và các nghệ sĩ đang tung hết khả năng của bản thân để chiến đấu. Trong đó, Eric cũng không phải là ngoại lệ khi mang đến chương trình một sân khấu vô cùng ấn tượng với ca khúc mới Nam quốc sơn hà kết hợp cùng Phương Mỹ Chi. Nam quốc sơn hà của Eric và Phương Mỹ Chi được chấp bút bởi DTP, Hành O, Ruti, với sự hỗ trợ của producer Ninja Z với giai điệu vừa có sự hùng hồn tinh thần dân tộc nhưng không thiểu sự sôi động, hơi thở hiện đại. Sự dàn dựng vũ đạo cũng như phần hòa thanh tuyệt vời của Eric và Phương Mỹ Chi khiến màn trình diễn thêm phần hoành tráng và bùng nổ, thu hút khán giả bằng giai điệu hào hùng và bản phối bắt tai. Bài hát nhanh chóng đạt một trending âm nhạc YouTube Việt Nam chỉ sau ít ngày đăng tải. Không chỉ vậy, Nam quốc sơn hà còn làm mưa làm gió khắp TikTok với hàng loạt clip cắt ra từ bài hát đã vượt mốc 1 triệu view. Video do Phương Mỹ Chi đăng tải trên kênh TikTok cá nhân đã vượt mốc 9 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày. Trong khi đó, lượng người quan tâm đến video Nam quốc sơn hà trên trang của Eric cũng vô cùng khủng. Đa số khán giả đều ấn tượng và dành nhiều lời khen ngợi đến giọng hát của bộ đôi.